Vâng, kính chào quý vị và các bạn đã trở lại với bản tin của Tổ bóng đá. Kính thưa quý vị, trượt danh hiệu quả bóng vàng Việt Nam 2022, Tiến Linh còn bị chỉ trích vì một điều cực kỳ khó tin. Điều này cho thấy rằng là quá bất công dành cho Tiến Linh. Cùng với đó thì ngày hôm nay vào ngày 1 tháng 3, đội tuyển U20 Việt Nam thay đổi kế hoạch để đấu với đội tuyển U20 Úc. Huấn luyện viên Philippe Chaussier dính một áp lực cực kỳ khủng khiếp khi mà dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam cũng như đội tuyển quốc gia Việt Nam. Đó là một số những thông tin chính trong bản tin của Tổ bóng đá ngày hôm nay. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đến với phần thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị và các bạn, mới đây thì một nhà báo có một bài viết thực sự là rất hay. Đó là nhà báo có tên là Hoài Anh trên tờ South Star. Một bài viết thực sự là khiến cho chúng tôi cảm thấy có rất nhiều điều để mong muốn để chia sẻ với quý vị và các bạn liên quan đến danh hiệu của bóng vàng Việt Nam 2022. Một câu chuyện mà chúng ta cũng đã nhắc đến rất nhiều trong thời gian vừa qua. Thế nhưng đây là một câu chuyện mang một khía cạnh cực khác và chắc chắn rằng quý vị bạn cũng rất muốn nghe. Bài viết này có nói như thế này: Tiến Linh hụt hẫng sau khi mà về sớm, sau khi mà trao giải gala của bóng vàng Việt Nam, liệu có đáng chê trách hay không sau khi mà có rất nhiều những luồng ý kiến chỉ trích đối với Tiến Linh, sau khi Tiến Linh không thể nở một nụ cười khi mà danh hiệu của bóng vàng Việt Nam 2022 lại dành cho Văn Quyết chứ không phải cá nhân của mình. Cụ thể đó là thay vì cảm thấy tiếc nuối dành cho Tiến Linh thì một số các ý kiến lại cho rằng là anh đã hành xử không tốt, cậu ấy cần phải hành xử đẹp hơn, phải cười tươi hơn trong khi nhận quả bóng vàng. Nếu Tiến Linh cảm thấy hụt hẫng, cảm thấy tổn thương mà nở một nụ cười thì nhiều người lại cho rằng hình như Tiến Linh đang giả tạo. Và Tiến Linh thì cũng không phản ứng gì thái quá ngoài việc đó là sau khi kết thúc buổi gala thì Tiến Linh lại về sớm cả. Mà tâm trạng không vui, buồn tủi thì Tiến Linh cũng không giao lưu với người hâm mộ. Chuyện này đương nhiên là một điều hết sức bình thường và không hề hiếm gặp trong bóng đá. Chỉ có điều là Tiến Linh cũng đã ở lại rồi. Tiến Linh cũng đã dự hết gala trao giải quả bóng bạc, quả bóng vàng Việt Nam. Và một điều hơn nữa đó là trên trang cá nhân của mình thì Tiến Linh cũng khá buồn khi mà cậu ấy không đăng tải bất cứ một thông tin gì liên quan đến cái danh hiệu cá nhân của mình cả. Và trong lịch sử bóng đá thế giới chứ không phải chỉ của Việt Nam đâu, chúng ta cũng thấy rất nhiều những câu chuyện như vậy. Rất nhiều các huấn luyện viên sau khi mà đội bóng của mình giành kết quả không tốt thì họ cũng bỏ họp báo mà họ cũng không biết nói cái gì cả. Và cầu thủ cũng vậy thôi, những hành xử có thể nói rằng là cũng không phải đẹp nhưng mà không đến mức độ là phải đến trên lỗi chê trách dành cho những cầu thủ. Và đặc biệt đây, câu chuyện liên quan đến Tiến Linh vừa qua. Một câu chuyện của Tiến Linh càng không thể nói theo kiểu sáo rỗng rằng năm nay không được thì cố gắng cho năm tới, cầu thủ chuyên nghiệp cần phải ứng xử đẹp hơn. Nên nhớ rằng là sự thăng hoa trong sự nghiệp của một cầu thủ không có tính chất bắc cầu. Chưa kể là những vấn đề chấn thương luôn rình rập đôi chân của họ theo từng trận đấu một. Và nhiều người cũng nhắc đến một cầu thủ đó là Nguyễn Tuấn Anh, một cầu thủ rất tài hoa của bóng đá Việt Nam. Và nhiều người có thể nghĩ rằng là Tuấn Anh sẽ trở thành một trong những tiền vệ xuất sắc bậc nhất của lịch sử bóng đá Việt Nam. Thế nhưng rồi những chấn thương đã khiến cho Tuấn Anh hiện nay gặp những vấn đề như thế nào chúng ta cũng đã hiểu. Và chúng ta thực sự rất tiếc cho một tài năng như là Nguyễn Tuấn Anh. Mà Tiến Linh đương nhiên cũng hiểu hơn ai hết khi mà chính cá nhân của Tiến Linh cũng đã từng bị đứt dây chằng vào năm 20 tuổi. Và sau đó thì Tiến Linh cũng đã phải rất nỗ lực để trở lại theo đuổi giấc mơ của đùi áo số của mình. Văn Quyết thì cũng phải mất 10 năm chuyên nghiệp để giành quả bóng vàng đầu tiên vào năm 2020. Và cái may của Văn Quyết khi đó là việc dịch bệnh khiến cho sân chơi tại AFF Cup đã bị hoãn. Nếu có AFF Cup thì đương nhiên Văn Quyết khó lòng có được quả bóng vàng được. Bởi câu lạc bộ Hà Nội FC chỉ giành ngôi vị Á quân của V-League và với cá nhân Văn Quyết chỉ có 5 bàn thôi. Trong cái thời điểm mà Văn Quyết giành được quả bóng vàng Việt Nam 2020 thì chính câu lạc bộ Viettel mới đội bóng lên ngôi vô địch với sự thăng hoa rực rỡ của một cầu thủ có lẽ rằng chúng ta cũng đều biết đến, đó chính là Hoàng Đức. Và ai cũng hiểu rằng trong một sự nghiệp của một số những cầu thủ hay tất cả những cầu thủ trên thế giới cũng như vậy thôi, sự thăng hoa trong sự nghiệp của họ không phải lúc nào cũng có. Chúng ta thực sự quá khó để tìm kiếm những cầu thủ giống như Messi hay là Ronaldo. Họ có thể cạnh tranh nhau trong suốt cả một thập kỷ cho cái danh hiệu của bóng vàng. Đó thực sự là cái số hiếm. Và Tiến Linh thì đương nhiên cũng nhìn ra câu chuyện này. Cậu đã cố gắng từ những ngày đầu tiên của năm 2022 khi mà giúp cho đội tuyển Việt Nam chúng ta đánh bại Trung Quốc với tỷ số 3-1 ở trên sân Mỹ Đình. Một kết quả mang đến một niềm vui vỡ òa dành cho các cổ động viên Việt Nam trong ngày đầu năm mới. Và từ đó thì cũng mang đến rất nhiều thành công cho bóng đá Việt Nam trong năm 2022. Và Tiến Linh cũng đã chơi cực tốt tại SEA Games 31 để giúp cho đội tuyển U23 Việt Nam giành tấm huy chương vàng. Và Tiến Linh cũng đã vượt qua chấn thương để thi đấu cực tốt tại V-League 2022 với 9 bàn thắng, thậm chí còn lớn hơn cả đối với cá nhân của Văn Quyết.
Với một hành trang ấn tượng như vậy đến với kỳ AFF Cup 2022, Tiến Linh cũng đã thi đấu cực kỳ hay, rất nỗ lực trong màu cờ sắc áo và thi đấu rất tốt, có được 6 bàn thắng và có được cái danh hiệu đó là vua phá lưới của kỳ AFF Cup 2022. Như vậy là tính từ ngày mùng 1 Tết Nguyên đán 2022 đến tận sang năm 2023, Tiến Linh vẫn thi đấu miệt mài, tạo ra rất nhiều những bàn thắng và mang đến những cái, có lẽ là những cái thành công gì cho bóng đá Việt Nam rồi. Trước vô địch SEA Games, chúng ta có được 4 điểm ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 với những trận đấu để đời trước Trung Quốc cũng như là Nhật Bản. Và với việc chúng ta tiến tới trận chung kết của kỳ AFF Cup 2022 thì đó cũng không có thể coi rằng là một thất bại dành cho bóng đá Việt Nam được. Không phải. Và với những gì mà đã có trong tay, rõ ràng Tiến Linh đang cực kỳ kỳ vọng rằng bản thân của mình sẽ có được quả bóng vàng Việt Nam 2022. Cậu ấy tin là như vậy. Bởi thậm chí là Tiến Linh vừa qua còn lọt vào cái danh sách quả bóng vàng châu Á 2022 top 25 cầu thủ, và đó là một trong những thành quả để cho thấy rằng Tiến Linh đã thực sự xuất sắc đến như thế nào. Và khi bước vào gala trao quả bóng vàng Việt Nam 2022 với sự tự tin như vậy, thì bỗng nhiên khi mà sướng tên lên thì đó không phải là Tiến Linh mà lại là Nguyễn Văn Quyết. Thì liệu rằng với một cầu thủ đang còn trẻ tuổi, có một sự khao khát và có một mùa giải tốt như vậy mà vẫn không thể có được quả bóng vàng, thì liệu rằng những cầu thủ trẻ họ còn có dám là cố gắng, là nỗ lực để cho những mùa giải sau nữa hay không? Thực sự là khó, không phải đơn giản để chúng ta có được cái vị trí ở trong top 5 tranh giải quả bóng vàng đâu. Mà hơn nữa hiện nay một mùa giải thành công như vậy mà cũng chỉ về nhì thôi. Thì liệu rằng với một cá nhân của chúng ta, liệu rằng chúng ta có cảm thấy vui, chúng ta có nở được một nụ cười hay không? Thực sự khó. Và nếu mà Tiến Linh cảm thấy rằng là cậu ấy có thể cười một cái cười gượng gạo thì người lại cho rằng cậu ấy đang cố gắng là che giấu đi cái nỗi buồn. Thậm chí là nhiều người còn nói rằng là cậu ấy giả tạo. Vì vậy vừa qua không phải là có ít những cái luồng chỉ trích dành cho Tiến Linh đâu. Rất nhiều một số những bình luận nói về Tiến Linh. Một phía thì có nói rằng là Tiến Linh có làm được cái gì đâu, một cầu thủ chân gỗ, có làm cái gì đâu, có công hiến được cái gì đâu. Thì những bàn thắng, những danh hiệu và những gì mà Tiến Linh có được, đó là những cái minh chứng rõ ràng nhất, không cần phải nói nhiều, bởi chúng ta cần với những con số, và những con số đó nghiêng hẳn về Tiến Linh. Mà một số người thì nói rằng là Tiến Linh là không ăn mừng, rồi Tiến Linh không cười, rồi Tiến Linh lại về sớm, cậu ấy thực sự là không chuyên nghiệp, rất nhiều thứ. Thì rõ ràng với những gì mà đã diễn ra trong cái buổi gala trao giải quả bóng vàng, Tiến Linh đã có mặt tại đó, đã dự hết buổi và có lẽ là chỉ về sớm thôi, thì cậu ấy không đến mức độ để viện chỉ trích cái kiểu như vậy cả. Và tôi nghĩ rằng cũng không phải là quá nhiều, con số đó thì không phải là nhiều đâu. 10 người thì có lẽ rằng cũng chỉ có một người có những bình luận tiêu cực dành cho Tiến Linh mà thôi. Bởi với những cá nhân của các cổ động viên bóng đá Việt Nam, chúng ta đủ sức để nhìn nhận, chúng ta đủ sức để đánh giá, mặc dù chúng ta không phải là những nhà chuyên môn. Với cá nhân Tiến Linh, trong một cái thứ cảm xúc thực sự đang nén như lò xo, đang chuẩn bị để vỡ hoa để ăn mừng, để nhận cái danh hiệu của bóng vàng Việt Nam 2022, thì cuối cùng thì lại không có. Rõ ràng là mọi thứ đã vỡ tan, giống như là bọt xà phòng bong bóng vậy. Thì liệu rằng có thể cười được hay không, có vui được hay không? Chúng ta nhìn thấy Tiến Linh dường như cậu ấy muốn bật khóc vậy, bởi đặt vào cá nhân của chúng ta cũng thế thôi. Cái mùa giải mà quá nhiều những thành công và rất nhiều những sự ủng hộ, ngay cả các đồng đội cũng đều cho rằng Tiến Linh là cầu thủ xứng đáng nhận được danh hiệu của bóng vàng Việt Nam 2022. Gần như là 99% mọi người đều nghĩ như vậy cả. Và nếu không phải Tiến Linh thì có lẽ nhiều người cũng sẽ dự đoán những cầu thủ như là Hoàng Đức. Và thậm chí nhiều người còn nói đến cả Văn Lâm nữa, thế nhưng điều đó đã không xảy ra. Hãy nhớ rằng, hãy đặt những thứ cảm xúc của mình dành cho những vị trí của những người khác, hãy đặt vào đó liệu rằng chúng ta khi đó có dám đưa ra những lời bình luận theo cái kiểu tiêu cực như vậy hay không. Thì tôi nghĩ rằng một số nhỏ đó sẽ không thể đưa ra được đâu. Có thể là nhiều người họ vẫn trước đây họ vẫn không cảm thấy là thoải mái với Tiến Linh khi mà cậu ấy bỏ lỡ một số những cơ hội. Tuy nhiên với bóng đá thì đương nhiên chúng ta cũng cần phải có những cái thời điểm thăng hoa, nhưng có những thời điểm chúng ta không thể là thăng hoa mãi được. Với Tiến Linh thì với một vị trí tiền đạo cắm thì đương nhiên cậu ấy sẽ cần có sự chăm sóc của rất nhiều những hậu vệ của những đối thủ, không phải giống như tiền vệ phía trên hay là những tiền vệ chạy cánh, họ sẽ có nhiều cái không gian hơn để thể hiện. Còn Tiến Linh, một tiền đạo cắm thực thụ, bởi với một cầu thủ như vậy họ sử dụng ít chạm và thường sẽ là những cú dứt điểm ngay, hoặc là sẽ giữ bóng để làm sao tạo cơ hội dành cho những cầu thủ ở phía trên với một pha cài bóng để cho vị trí tiền vệ ở phía trên họ có thể dứt điểm.
rất nhiều thứ khác dành cho một vị trí. Bởi thực tế chúng ta khi mà thi đấu hoặc là chúng ta có theo dõi một vị trí tiền đạo cắm, không phải lúc nào họ cũng thi đấu bùng nổ đâu, mà chỉ cần có một vài khoảnh khắc thôi thì họ cũng thích có thể mang đến bàn thắng rồi. Và Tiến Linh rõ ràng đã làm rất tốt cái nhiệm vụ này. Tiến Linh dường như đã bị đánh cắp một danh hiệu cá nhân cao quý được ấp ủ trong suốt những năm tháng vừa qua, và đặc biệt đó là năm 2022. Thì liệu rằng có thể cười rạng rỡ khi mà nhận quả bóng bạc dành cho mình hay không, hay là những thứ cảm xúc sẽ hụt hẫng giống như những gì mà Tiến Linh đã phải nếm trải vừa qua. Vì vậy mà hiện nay quả bóng vàng Việt Nam đã tuột khỏi tay của Tiến Linh, thì có lẽ rằng chúng ta cũng nên có sự đồng cảm cũng như là chia sẻ dành cho cái nỗi buồn của cậu ấy, chứ không phải là chúng ta đưa ra những chỉ trích dành cho Tiến Linh với cái kiểu mà bình luận như vừa qua một số người có chia sẻ. Và đó là thông tin liên quan đến danh hiệu quả bóng vàng Việt Nam 2022. Vừa qua thì với đội tuyển U20 Việt Nam chúng ta cũng đã tập trung, và trong buổi chiều ngày hôm nay, ngày 1 tháng 3, đội tuyển U20 Việt Nam sẽ có một trận đấu với đội tuyển Australia. Cụ thể giờ thì sẽ là lúc 15 giờ ngày 1 tháng 3 và theo giờ Việt Nam thì là vào lúc 17 giờ. Theo quy định thì các đội bóng phải có mặt tại sân trước giờ thi đấu 90 phút để giúp cho những cầu thủ có thể thích nghi với giờ giấc di chuyển ra sân bay cũng như là giờ thi đấu. Và với huấn luyện Hoàng Anh Tuấn thì ông đã quyết định cho cả đội bóng tập làm quen sân bắt đầu từ lúc 13:30 theo giờ của địa phương, và ban tổ chức cho phép mỗi đội bóng tập làm quen trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Và cuối buổi tập thì huấn luyện Hoàng Tuấn cũng đã tỏ ra rất hài lòng với những gì mà đội tuyển U20 Việt Nam chúng ta có được. Trong cuộc họp báo vào buổi trưa ngày hôm qua ngày 28 tháng 2 thì ông có chia sẻ như thế này: chúng tôi đã có 3 tuần chuẩn bị rồi và những cầu thủ tốt nhất đã tập trung cùng đội tuyển U20 Việt Nam. Chúng tôi đã hoàn thành đợt chuẩn bị với 2 trận đấu giao hữu vừa qua. Khí hậu ở thành phố Vergara thích hợp với các trận đấu, thời tiết lạnh nhưng không khí trong lành và rất dễ chịu, và đặc biệt là chúng tôi không có bất cứ một ca chấn thương nào. Còn nói về câu chuyện liên quan đến cái sân tập có khá nhiều những điểm xấu thì ông cũng cho rằng là các học trò của mình cũng cẩn thận thôi, tránh làm chấn thương bản thân của mình, và tình hình chung thì các sân tập cũng đều xấu vì thời tiết như vậy cả. Và nhiều khả năng là đội tuyển U20 Việt Nam sẽ tìm sân tập mới tùy vào tình hình sau trận đấu đầu tiên vào tối ngày 1 tháng 3. Với lịch thi đấu 3 ngày trên một trận thì các đội sẽ chỉ có 2 ngày nghỉ để hồi phục thể trạng thi đấu mà thôi. Vì vậy mà với đội tuyển U20 Việt Nam hiện nay thì điều quan trọng nhất là chúng ta cần phải làm quen sân, chúng ta giữ được cái vấn đề về mặt thể lực và đương nhiên tránh chấn thương khi mà chúng ta phải tập trên những sân đấu kiểu như thế này. Không biết rằng là trong thời gian tới thì đội tuyển U20 Việt Nam bên ban huấn luyện và lãnh đạo của đội tuyển có giúp cho đội tuyển chúng ta có được một cái sân thi đấu tốt hơn hay không. Và thực tế thì đúng thực sự là chất lượng sân là quá tệ. Trước đây chúng ta cũng nói nhiều về những sân đấu khác, và thậm chí thì cánh báo chí khắp nơi trước đây khi mà về Việt Nam họ cũng chỉ trích về cái sân tập của chúng ta. Thế nhưng rõ ràng là chúng ta có lẽ rằng sân tập còn tốt hơn rất nhiều. Nếu như trong những bản tin trước quý bạn có nắm được tình hình về sân tập thì rõ ràng nó rất tệ, và những sân kiểu như vậy rất dễ gây ra việc lật cổ chân dành cho những cầu thủ của chúng ta. Nhưng cũng như tiền vệ Quốc Văn Khang có chia sẻ thì việc thời tiết rồi sân tập hiện nay gặp cái vấn đề như này thì đó cũng là những vấn đề chung dành cho các đội bóng thôi. Tất cả cũng đều phải làm quen và phải thích nghi cả. Nhưng điều quan trọng là đội nào thích nghi tốt hơn và tránh được những vấn đề về mặt chấn thương hơn thì có lẽ rằng họ sẽ có lợi thế về mặt nhân sự mà thôi. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem trong buổi chiều tối ngày hôm nay đội tuyển U20 Việt Nam sẽ đối đầu với một đối thủ rất mạnh, đó là đội tuyển U20 Australia như thế nào nhé. Còn thông tin cuối cùng thì cũng là thông tin liên quan đến huấn luyện viên Philippe Chuchier. Hiện nay thì ông ấy cũng đã chính thức nắm quyền ở trên đội tuyển Việt Nam cũng như đội tuyển U23 Việt Nam. Và gần nhất đương nhiên đó chính là SEA Games sắp tới, chúng ta sẽ có một giải đấu mà chắc chắn rằng rất nhiều các cổ động viên Việt Nam chúng ta đặc biệt quan tâm, và mục tiêu đương nhiên không gì khác đó chính là việc tiến tới vào trận chung kết, và đặc biệt đó là phải giành ngôi vô địch. Thế nhưng hiện nay thì mục tiêu dành cho ông Philippe Chuchier thực sự đang rất khó khăn. Thực sự nếu mà nhìn vào những cái gì mà thầy Park đã làm được, những di sản và những thành tích đồ sộ và World Power để lại thì không dễ để cho bất cứ một người nào họ có thể vượt qua. Chúng ta đã mang đến rất nhiều thành công ấn tượng. Chúng ta là á quân của giải U23 châu Á. Chúng ta vừa qua có cú đúp vàng SEA Games ở kỳ SEA Games 30 và 31 vừa qua. Và chúng ta đã đăng quang tại kỳ AFF Cup vào năm 2018. Và vừa qua đó là ngôi á quân của kỳ AFF Cup 2022. Chúng ta lọt vào top 8 ở châu Á. Và chúng ta lọt vào top 100 thế giới trong 50 tháng vừa qua.
và đặc biệt là chúng ta có được cái thành tích đó là lọt tới vòng loại cuối cùng của kỳ World Cup 2022, và đặc biệt đó là 4 điểm trong cái kỳ tích chiến thắng trước Trung Quốc với tỷ số 3-1 và hòa đội tuyển Nhật Bản với tỷ số 1-1. Quá nhiều những thực sự là những thành tích như giống ngọn núi vậy để khiến cho bất cứ một huyền nào khi mà nắm quyền ở trên đội tuyển Việt Nam cũng sẽ phải ái ngại. Thế nhưng dù sao thì với việc hiện nay chúng ta đã chia tay Rui Patricio, chúng ta cũng sẽ cần phải có niềm tin nơi các huấn luyện viên mới và hy vọng rằng huấn luyện Philippe Chuchier sẽ thành công với bóng đá Việt Nam. Và đặc biệt cái giấc mơ mà ông có chia sẻ rằng đó là chúng ta có mặt tại vòng chung kết World Cup 2026 thì thực sự đó là một điều tuyệt vời. Nhưng dù sao là chăng nữa, để làm được điều đó thì chúng ta ít nhất phải có mặt tại vòng loại thứ 3 của cái vòng loại World Cup 2026 đã, phải không ạ? Còn quý vị và bạn xét như thế nào về những thông tin ngày hôm nay thì hãy để lại cho tôi đoán một bình luận của mình ở phía dưới phần video ngày hôm nay của tôi đoán nhé. Tới đây thì bản tin của tôi bóng đá cũng xin được kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.